Chiều nay ngày 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2022, việc thực hiện quy trình công tác tuyển quân diễn ra trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động tuyển quân. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của quân khu, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được thực hiện đúng kế hoạch, giao quân cho các đơn vị được 1.425 quân, đạt 100% chỉ tiêu. Về chất lượng, có 43 đảng viên đạt 3,02%, 1.495 đoàn viên đạt 96%. Nhiệm vụ năm 2023, toàn tỉnh dự kiến giao 1.400 quân, trong đó quốc phòng 1.100 quân và công an nhân dân 300 quân. Hội nghị đã triển quân sự các cấp. Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, cần phát huy vai trò cấp ủy đảng, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ công tác nắm nguồn, bình nghị, xét duyệt. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai các văn bản hướng dẫn của trên, phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm nguồn ngay từ đầu, đảm bảo chất lượng, nhất là tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe và chuyên môn kỹ thuật. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng cờ thi đua hạng nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện, ý kiến giải trình của các sở ngành tỉnh và phòng ban ngành huyện. Dịp này, cử tri xã An Hiệp kiến nghị thêm về những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là tình hình giá vật tư nông nghiệp tăng cao, đề nghị kéo điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Các kiến nghị của bà con được đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp giải đáp và ghi nhận. Chiều ngày 19 tháng 7, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị thị xã Vĩnh Châu cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã và phường Vĩnh Phước đã có buổi tiếp xúc cử tri phường sau kỳ họp giữa năm. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân đã thông báo tóm tắt đến bà con cử tri nội dung kỳ họp và kết quả giải quyết của ngành chuyên môn đối với các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri trước kỳ họp. Cử tri phường Vĩnh Phước phấn khởi trước kết quả kỳ họp, đồng thời kiến nghị thêm một số vấn đề bức xúc của địa phương hiện nay như sửa chữa, nâng cấp một số tuyến lộ nông thôn bị xuống cấp, tiếp tục hạ thế điện cho bà con sử dụng, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng và hệ thống cống thoát nước, đầu tư chỉnh trang đô thị, tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được ông Ngô Hùng, bí thư thị ủy cùng chính quyền địa phương giải trình làm rõ thêm, đồng thời cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân ghi nhận kiến nghị của bà con. Chiều ngày 18 tháng 7, đồng chí Trần Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị thị xã Ngã Năm đã có buổi tiếp xúc cử tri phường 3 sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Ngã Năm và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường 3. Tại buổi tiếp xúc, ông Trần Văn Việt đã thông báo tóm tắt đến bà con cử tri các nội dung kỳ họp và tiếp tục lắng nghe ý kiến cử tri. Bà con cử tri phường 3 thị xã Ngã Năm thống nhất cao về kết quả kỳ họp, đồng thời cũng kiến nghị thêm một số vấn đề bức xúc của địa phương hiện nay như sửa chữa, nâng cấp một số tuyến lộ bị xuống cấp, đầu tư cầu nông thôn và xây dựng móng cầu bị hư hỏng, phục vụ tốt cho việc đi lại của người dân trong mùa mưa. Các kiến nghị của bà con được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giải đáp và tiếp thu ghi nhận. Ngày 18 và 19 tháng 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp cũng đã lần lượt tiếp xúc trên 100 bà con cử tri xã Long Hưng và thị trấn Quỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú. Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân đã báo cáo tóm tắt nội dung kỳ họp giữa năm 2022, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Vui mừng trước những thành tựu đạt được, bà con cử tri tiếp tục gửi gắm nhiều ý kiến kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp. Các vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội như xây dựng đê bao, đường nông thôn, cầu giao thông, hạ thế điện cho các hộ ngang sông nhằm đảm bảo an toàn,
tăng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách, có hình thức xử phạt cá nhân hát karaoke ồn ào ảnh hưởng bà con xung quanh, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhiều đoạn đường tuyến lộ xuống cấp bị ngập nước, thiếu phương tiện thu gom rác thải, ảnh hưởng vệ sinh môi trường, chế độ chính sách bảo hiểm y tế hộ khó khăn, tình trạng hộ dân lấn chiếm đất công làm nơi buôn bán. Tiếp thu ý kiến của bà con cử tri các địa phương, lãnh đạo ngành chức năng và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã giải trình thỏa đáng một số ý kiến của bà con cử tri theo thẩm quyền và đồng thời ghi nhận một số ý kiến chưa được giải quyết cụ thể, gửi tới các cơ quan chức năng có liên quan để có giải đáp cho bà con cử tri trong lần tiếp xúc tới. Sáng ngày 19 tháng 7, Đại tá Đỗ Tiến Sĩ, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện Mỹ Xuyên đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ngọc Đông và Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên. Tại buổi tiếp xúc cử tri, hai xã được nghe báo cáo kết quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện, đồng thời kiến nghị hạ thế điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, sửa chữa, xây mới cầu, lộ giao thông nông thôn, hỗ trợ thêm kinh phí cho các hộ dân bị ảnh hưởng trên tuyến kênh Thạnh Mỹ, đề nghị đổi tên xã Ngọc Tố thành xã Ngọc Tố 1, đổi tên xã Ngọc Đông thành xã Ngọc Tố 2. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đồng chí Đặng Văn Phương, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên cùng lãnh đạo các ngành và chính quyền địa phương giải thích làm rõ thêm, đồng thời cũng ghi nhận chuyển các cấp các ngành liên quan xem xét giải quyết.